Chào mọi người, mình là Brian đến từ Con 68. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra một số quan điểm về việc có nên đầu tư vào token Aptos trong giai đoạn quá hai hiện tại hay không. Thì vào ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10, thì bỗng nhiên các sàn lớn đồng loạt đăng tin về việc list token Avatar trên dự của dự án Aptos trên các sàn của họ. Thì điều này dẫn đến cái cộng đồng các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như chúng mình trở nên FOMO và chờ mong việc kiếm được lợi nhuận từ việc listing như thế này. Nhưng mà không thể phủ định rằng Aptos là một dự án Layer 1 có backer khủng như FTX Ventures và Binance Labs, nên cái độ hype và độ FOMO của cái dự án này sẽ tăng tột đỉnh trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, trước khi tham gia vào việc đầu tư vào dự án này, chúng ta cần biết một số thông tin như sau để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất. Thì về đầu tiên là về tokenomics của dự án Aptos, chỉ vừa công bố vào lúc 15 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2022, là như thế này. Qua biểu đồ như thế này, chúng ta có thể thấy rằng phần lớn cái token mà được phân phối ra thị trường trong lúc này là token thuộc về mảng community, chiếm tỷ trọng khoảng 51%. Token thứ hai là token staking reward dành cho cộng đồng. Thì những người nào staking sẽ nhận được token Aptos là một cái điều hiển nhiên. Tuy nhiên, có thể thấy rằng từ đây cho đến vào tháng 11 năm 2023 thì các nhà đầu tư lớn, quỹ lớn sẽ bị lock token lại, sẽ tránh được phần nào các nhà quỹ lớn xả nào chúng ta. Nhưng mà đối với token mà thuộc về mảng community thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên biết rằng cái những token đó là token là dành riêng cho các sản phẩm hoặc tính năng liên quan đến hệ sinh thái như các giải thưởng, các incentive, phát triển cộng đồng, các public sale, community sale hoặc là các phân phối airdrop. Tuy nhiên, có một số thông báo rằng cái Aptos nó cho là như thế này. Điều này có nghĩa là community token phần lớn được quản lý bởi Aptos Foundation hoặc liên quan tới Aptos Foundation. Vì hiện tại chưa có thông tin nào về Aptos sẽ cung cấp retroactive cho người dùng hoặc là phân phối airdrop dành cho các người đã tham gia testnet, thì khả năng cao sẽ dùng để chia cho dự án để nhằm làm phần thưởng hoặc là làm phần thưởng để thu hút người dùng hoặc là thanh khoản. Ngoài ra, công dụng của Aptos thì cũng là đúng tiêu chuẩn đối với một đồng coin trên nền tảng blockchain Layer 1, bao gồm phí giao dịch, staking và quản trị, không có gì đổi mới và tiềm năng hết. Thứ hai là sản phẩm DeFi của Aptos, là đa phần các sản phẩm DeFi và NFT trên Aptos là không có quá nhiều sản phẩm đặc biệt và được hoàn chỉnh, vì phần lớn các sản phẩm đó vẫn còn đang trong giai đoạn testnet. Điều đáng chú ý hơn là mạng lưới Aptos chỉ vừa hoàn thành 3 lần testnet và chưa có thông tin đầy đủ và đánh giá cải thiện, vẫn chưa có thể đánh giá là dự án này là dự án Aptos có thể hoạt động ổn định trong thời gian sắp tới hay không. Bởi vì cái Aptos manage quá sớm như vậy thì cũng mang lại cái cảm giác rất là gấp gáp cho người dùng. Thì cũng có một câu hỏi đặt ra là cái chất lượng của dự án này có thực sự rất là tốt. Thứ ba là về đội ngũ phát triển và các dàn backer của Aptos. Thì chúng ta có thấy rằng đội ngũ phát triển của Aptos phần lớn đến từ Facebook và Meta. Thì các dàn backer của dành riêng cho Aptos rất là lớn, như FTX Venture, Zoom Capital, A16Z. Sự kiện mang nét của dự án Aptos thì không có diễn ra như kỳ vọng của các nhà đầu tư. Thì roadmap của dự án nêu rõ là quý 3 sẽ ra mang nét, nhưng đến quý 4 thì Aptos mới mang nét. Và trước đó nữa thì cũng có rất ít thông tin về dự án phát triển như thế nào, nhưng mà toàn là những thông tin về tin tức gây quỹ. Mà cũng rất là khó, thật sự rất là khó để tìm lại những cái thông tin về blockchain Aptos, dự án nó testnet như thế nào, phát triển là làm sao. Thì nên việc cái dự án mà thông báo rằng là nếp vào ngày 12 tháng 12 thì mang lợi ban cho đến các nhà đầu tư một cảm giác rất là đột ngột và gấp gáp. Nhưng cũng có đội ngũ cho rằng thì cái đội ngũ phát triển sẽ im hơi lặng tiếng để tập trung phát triển, đưa ra ít thông báo trên mạng xã hội. Nhưng nhìn vào một tình hình mạng nếp hiện nay thì ra thế nào? Thì theo Aptos Explorer, TVS của Aptos là cũng như vậy, trong một giây với 102 validator đang hoạt động. Thì so sánh với việc TVS của Bitcoin, mạng lưới được cho là già cỗi và không thích hợp cho giao dịch vi mô, thì đều đạt tới là 5 giao dịch trên một giây, trong khi đó Ethereum thì đạt khoảng 24 giao dịch trên một giây. Thì cả mạng lưới Bitcoin và Ethereum đều không được cộng đồng đánh giá cao về tốc độ xử lý giao dịch. Thì đó là cái lý do tại sao mà các mạng lưới blockchain Layer 1 được phát triển tại ngay đều nói mình có một ưu thế về việc giao dịch cao như thế nào, thậm chí so sánh đến cả Visa hoặc Mastercard. Nhưng đối với Aptos thì đó là con đường rất dài để đạt đến
mục tiêu là 100.000 giao dịch trên một giây mà dự án đã được đề ra. Thông qua những điều cần lưu ý trên thì có thể thấy rằng Aptos sẽ là dự án top 2 trong thời gian tới. Nhưng mà việc FOMO về dự án lúc này còn là một điều đáng còn suy nghĩ, bởi vì điều kiện thị trường và các sản phẩm Aptos hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Nên vì vậy, rất khó để thực hiện một vị phi vụ All in the Moon.